Vâng. Rất vui được gặp lại quý anh chị mình trong video tiếp theo của em Hải ha. Kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản, chuyên bất động sản thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Video này sẽ là một căn nhà giá rẻ sẽ được gửi tới quý anh chị mình. Nhà của mình là một trệt, một lầu và có hai lửng anh chị. Điều đặc biệt là căn này có hai lửng anh chị nha. Một trệt, một lầu và hai lửng. Đấy. Hay còn gọi là hai tầng và hai lửng anh chị nha. Đấy, căn nhà mà trước màn hình nhỏ anh chị đang xem đây. Căn này ngang 5m2, nằm trên mặt tiền đường thông, vừa ở và có thể kinh doanh được quý anh chị nha. Đấy. Đường trước nhà là đường ô tô, đường này 7m anh chị, đường thông nha. Vị trí nhà mình là phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dễ hình dung nhất là căn nhà mình rất là gần với vòng xoay An Phú anh chị ơi. Cách vòng xoay An Phú chỉ tầm đâu đó 300m thôi anh chị ha. 300m ha, đâu đó khoảng đó ha. Đấy thì căn nhà của mình rất là gần với vòng xoay An Phú anh chị nha. Gần vòng xoay An Phú này, gần đường Lê Hồng Phong và gần với đường Bùi Thị Xuân. Đó, khúc vòng xoay An Phú đó, quý anh chị. Rất là đẹp ha, nhà ngang 5m2 quý anh chị ơi. Ngang 5m2 ha. Đấy. Căn này gần 50m, 48,5m anh chị nha. 48,5m ha. Một trệt, một lầu, hai lửng. Đấy, nhà có hai lửng. Nằm trên đường thông quý anh chị, đường thông đường 7m đây. Đó, đường đẹp quý anh chị nha. Hướng này mình ra đường Lê Hồng Phong. Đây để lại em quay cho quý anh chị mình xem. Hướng này này. Hướng này là mình chạy ra đường Lê Hồng Phong này quý anh chị ha. Đây, đó. Chỗ này là mình ra chạy thẳng đường này là ra đường Lê Hồng Phong quý anh chị nha. Ra Lê Hồng Phong ha. Đường trước nhà mình là đường ô tô anh chị nha. Khu dân cư hiện hữu đẹp nha. Đấy, khu dân cư đông đúc. Còn hướng này là mình ra vòng xoay An Phú quý anh chị ha, ra vòng xoay An Phú. Ra vòng xoay An Phú đâu đó khoảng 300m thôi. Đấy, cũng rất là gần anh chị nha. Đấy, thì hôm nay em sẽ gửi tới anh chị mình căn nhà này để anh chị mình tham khảo ha. Đấy là căn nhà giá rẻ. Chỉ có 2,5 tỷ thôi anh chị nha, cho một căn nhà sổ riêng, sổ hồng riêng. Đấy, 2,5 tỷ thôi anh chị ơi, căn này giá rẻ ha. Hướng Tây Bắc quý anh chị. Anh chị nào Tây Tứ Trạch là hợp với căn này ha. Đó. Rồi bây giờ em sẽ đi vào chi tiết để cho anh chị mình cùng tham quan về căn nhà giá rẻ này. Đấy, sổ hồng riêng, hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình luôn. Căn của nhà mình ngang 5m2 nên nó rất là rộng quý anh chị. Từ mép căn bên đây qua hẳn bên đây. Đó, bên này có một cái hành lang đi nữa quý anh chị này. Đó, của nhà mình luôn nha. Đấy, thì đây là khu vực sân xe máy quý anh chị. Sân xe máy đây ha. Hoặc là mình có thể để xe máy bên đây cũng được này, bên đây cũng được này anh chị. Đây là phòng khách ha. Đấy, chỗ này phòng khách. Đây khu vực phòng khách. Đây, nhà mình có phòng khách đây. Đó, phòng khách cũng rất là đẹp quý anh chị nha. Để em quay cái đường bên hông này cho quý anh chị mình xem. Chỗ này mình để xe máy cũng được nữa ha. Đấy. Đây có cái cửa để đóng này quý anh chị ha. Đó. Chỗ này mình đi vào nhà ăn nha quý anh chị nha. Đó. Rồi. Phòng khách nhà mình đây. Công năng sử dụng nhà mình có một sân xe máy, có một phòng khách, có một nhà ăn, có 3 nhà vệ sinh và có 4 phòng ngủ, có một phòng thờ riêng ha. Đấy. Nhà một trệt một lầu và có hai lửng. Nhà căn này có hai lửng quý anh chị nha. Rồi, giá rẻ, chỉ có 2,5 tỷ thôi, gần vòng xoay An Phú. Đấy, sổ hồng riêng, hỗ trợ ngân hàng luôn quý anh chị ơi. Đó, đây một lửng này quý anh chị, xíu nữa lên trên có một lửng nữa, xíu nữa em quay cho anh chị mình xem. Em quay trước khu vực bếp đi ha. Đấy, bếp nhà mình đây quý anh chị ơi. Đấy, đây khu vực bếp ha. Trong đây là khu vực nhà vệ sinh này quý anh chị, nhà vệ sinh này. Đây, đó, có cửa đầy đủ ha. Đấy, rất là ok quý anh chị. Phân khúc nhà rẻ ha. Sổ hồng riêng, căn này 48,5 m². Đấy. Đây khu vực phòng khách mình nhìn lại một xíu nữa rồi em di chuyển lên trên. Đấy. Nhà cũng rất là thông thoáng anh chị nha. Điều đặc biệt là căn này nằm trên mặt tiền đường thông, đường thông quý anh chị nha. Đấy, đường ô tô luôn, đường 7m. Đẹp. Đây, một khu vực lửng. Lửng này thì mình làm, nếu mà chỗ này mình làm kho đi quý anh chị ha. Chỗ này làm kho ha, làm lửng ha. Đấy, chỗ này lửng này làm kho thôi quý anh chị ha. Mình để các cái vật dụng mình chưa xài tới thôi ha. Đấy. Rồi, mời anh chị mình lên lầu 1. Một trệt một lầu hai lửng, vậy là em đã đi qua được một lửng đấy nhá, và lên lầu 1 rồi nhá, còn một lửng nữa ha. Đây khu vực lầu 1 nhà mình đây. Ở đây là khu vực phòng ngủ nè quý anh chị, phòng ngủ ha, có nhà vệ sinh bên trong, có máy lạnh. Phòng ngủ này rộng, phòng ngủ này rất là rộng và thoáng quý anh chị ha, có cửa sổ luôn ha. Đấy, và nhà vệ sinh cho anh chị mình xem, lavabo bồn cầu gương soi đầy đủ anh chị ha. Đấy, bên này có một khu vực vách tắm đứng nữa quý anh chị. Đây. Đó, xịn sò ha, nhà giá rẻ như này quá xịn sò. Rồi, 2,5 tỷ thôi anh chị ơi. Đấy, ngay vòng xoay An Phú ha, rẻ hơn đất nữa, có căn nhà để mình ở, đỡ phải xây nhà tốn tiền ha, mình ở tạm rồi có điều kiện mình lại đổi nhà mới. Rồi đây là một khu vực Ở trên lầu 1 chỗ này thì theo em nghĩ là mình làm phòng thờ cũng hợp lý quý anh chị ha, chỗ này ha. Đấy. Còn nếu mà cần thiết thì mình có thể ngăn làm phòng ngủ được luôn. Ngoài này có ban công. Trên đây có một lửng nữa quý anh chị, trên này lửng, trên này có hai phòng ngủ nữa ha. Đấy. Vậy là nhà mình một trệt, một lầu, hai lửng anh chị nhá. Đấy. Đây, khu vực trên lầu 1 này, lầu 1 cũng có lửng này. Đó. Rộng nha quý anh chị nha, rộng thanh thang thoải mái luôn. Rất đẹp ha. Rồi, em di chuyển lên cái lửng này cho anh chị mình xem. Trên lửng này có hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ này mình để cho các bé mình ngủ cũng được ha. Đây, quay phòng ngủ trong này trước đi. Phòng ngủ này cũng tương đối nha. Đấy. Vậy là có 3 phòng ngủ anh chị nha. 3 phòng ngủ anh chị nha. Đấy, xây lửng nên là rất là thoáng nha quý anh chị, rất là thoáng ha. Đây. Phòng ngủ tiếp đây, số 3. Rồi, giá 2,5 tỷ gần vòng xoay An Phú, 48,5 m² cho căn nhà một trệt một lầu và có 2 lửng, 3 phòng ngủ. Rất là đẹp, nằm trên mặt tiền đường thông, đường 7 m, có thể ở và kinh doanh nhỏ được quý anh chị ha. Đấy. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị mình trong những video tiếp theo. Rất mong quý anh chị sẽ đăng ký kênh của em Hải, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Chuyên bất động sản thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh. Bên em nhận mua bán, nhận ký gửi quý anh chị nhá. Đấy, anh chị nào có nhu cầu ký gửi thì alo ngay cho em Hải, em sẽ xuống em ghi hình trực tiếp ha. Đấy. Rồi em xin chào ạ.